Tôi đang đau đầu về kế hoạch phân bổ đầu tư công trung hạn. Nhiều đề mục dự án cấp thiết mà ngân sách lại hạn chế. Cho nên là phải cân đong đo đếm, cắt chỗ nọ, giảm chỗ kia. Cắt đâu gì cắt. Anh làm ơn đừng cắt Hòa Đông của bọn em. Chính cái đó làm tôi đau đầu đây. Tổng mức đầu tư lớn. Vừa thông tuyến 1 đã lại trực khởi công tuyến 2. Vài năm nữa các bố lại nhăm làm Hòa Đông 3. Vậy thì ngân sách lấy đâu ra? Thì em cũng có muốn dồn dập như thế đâu. Nhưng tỉnh chủ trương làm quyết liệt, dồn lực để mở đường, đẩy mạnh thông thương phát triển kinh tế. Chú lại đưa nghị quyết ra rồi. Làm ở sở gần chục năm, chả lẽ chú lại không hiểu cái khó của tôi? Dạ, em hiểu chứ ạ. Nhưng việc này được sự ủng hộ tuyệt đối của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là anh Phát. Hòa Đông 2 mà hoàn thành ấy, nó sẽ tạo ra một dấu ấn trên con đường phát triển của Đông Bình, tăng sức hút của các nhà đầu tư. Thế mạnh của Đông Bình là gì? Là rừng, là cảnh quan, là văn hóa dân tộc, là giao thương kinh tế giữa hai bên biên giới. Nhưng muốn phát triển thì điện đường trường trạm phải đi trước đã. Đấy, như Hòa Đông 1 ấy. Hôm nào anh rảnh, em sẽ đích thân cầm lái đưa anh đi dọc tuyến. Mở đường đến đâu là cuộc sống thay da đổi thịt đến đó. Mà đặc biệt, em sẽ đưa anh đến một nơi anh sẽ thỏa mãn được cái thú vui tao nhã này. Anh sẽ được đắm mình vào thiên nhiên. Khi Hòa Đông 2 mà hoàn thành ấy, vị trí của nó là vô cùng thuận tiện, mà giá thì lại rẻ như trò. Thế nhưng mà anh yên tâm, anh việc gì mà phải mượn đất của thằng em vợ. Thôi được rồi, bất cứ khi nào anh sẵn sàng, ới em một tiếng em có mặt ngay lập tức. Nhà thầu tư vấn đưa ra hai phương án. Phương án thứ hai, đây, dài hơn phương án thứ nhất 10 km. Nên cơ bản sẽ chọn phương án 1. Vì rẻ hơn, vì thời gian thi công ngắn hơn. Cho dù độ dốc trung bình toàn tuyến có lớn hơn một chút. Nếu là tôi sẽ chọn phương án 2. Lý do? Anh còn phải hỏi. Nếu phương án 2 thì sẽ đi qua núi Kình Sơn. Phong cảnh ở đấy tuyệt đẹp. Rồi qua cả bản Cái Hương. Văn hóa đặc sắc chợ phiên bậc nhất của vùng này. Núi non phong cảnh thật là hữu tình. Các anh đùa tôi đấy à? Anh mới là người thích đùa. Chủ trương làm Hòa Đông 2 là để kích thích tiềm năng phát triển dân sinh, kinh tế phía Tây của tỉnh. Tuyến 2 này là đi qua khu sinh thái nhà anh, phải không anh Chính? Cái gì mà của tôi, của Trung, của chúng ta. Có phải không Minh Đức nhỉ? Mà này, sao cậu biết anh Bình đi Hà Nội họp về vấn đề nhân sự? Đấy là nguồn tin của ông anh em ở trên Trung ương. Anh ấy có nói sẽ lên đây. Lúc nào anh lên, anh tiếp anh ấy giúp em ạ. Lẽ ra cậu phải mời anh ấy sớm chứ lệ. Còn về Phó Bí Thư Hà, theo tôi biết ông chú bên đảng chồng có gom hơn chục hecta đất nằm giữa Đầm Vạc và núi Kình Sơn. Cô ấy là người nguyên tắc, nhưng cậu đừng có câu nệ, giúp được gì thì cứ giúp nhé. Em hiểu ạ.